Bây giờ là 19 giờ. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 2 năm 2024. Âm lịch nay là ngày 26 Tết. Báo cáo với lại các đồng chí, đây là chiếc đầu đích của hãng Zvka. Có model là KDD20. Chiếc đầu đích này ăn điện 220V. Ăn điện 220V. Bên trong thì còn tương đối là mới. Mình không muốn nói từ like new nha, like new dịch ra là rất mới đấy. Tại vì nói từ like new có khi các đồng chí thông cảm, không sao không thông cảm lại bảo cả con hát mẹ khen hay. Đấy, thế nên là chỉ nói là rất mới nha. Đấy. Tương đối mới. Mới đến cái mức cũng gọi là không thể mới hơn được. Đầu này sản xuất thì cũng cũng không biết là bao nhiêu năm rồi. Đấy, thế nhưng có hai cái video chia sẻ xoay nội thất rồi. Thì khi mình mua cái chiếc đầu này thì mình test, người bán hàng người ta cũng cho test nhá, tua đi tua lại play bình thường. Thế mà mua về khoảng được tuần tuần nay rồi, thế là tháo ra nội soi xem là có cần phải có như thế là vệ sinh thì vệ sinh, hay là dây cura bánh tì nó có kém thì thay. Thế xong là giới thiệu có đồng chí nào mà Trần Văn chốt thì xuất hàng, thì nó lại dở chứng. Khi mua thì chẳng sao, khi về nhà thì tháo ra quay video thì nó lại dở chứng. Nó dở chứng gì? Ở video trước đã chia sẻ rồi, nó lại không tua được hai chiều luôn, chả có chiều nào tua được. Play phát nhạc bình thường, bao xe tạm dừng bình thường. Thế thì tháo ra thì cũng có cái video đấy, chỉ cho các thượng đế thấy cái bánh trung gian để tua ấy, nó lại tung rồi, nó lại rơi rồi. Và đương nhiên là nó có nguyên do lý nhẹ, nó có lý do của nó có nguyên nhân của nó mới rơi ra được, không phải tự dưng mà nó rơi ra được. Ở cái bánh trung gian đấy lắp vào một cái càng nhựa, ở cái càng nhựa có một cái rãnh, nhựa mỏng mỏng ấy để gài nó vào cái xương cơ, thì cái rãnh đấy đã được coi như thế là cao nhân gắn keo 502, gắn keo 502. Nên bởi vậy coi như thế là kể từ khi mà lúc cao nhân gắn keo để nó tua được đến cái lúc mà mình mua mình tua thì không biết thời gian là được bao nhiêu lần nữa thì mình cũng không biết. Thế nhưng mà rất chi là may mắn ở cái chỗ là nó lại tịt ngay ở đây, chứ còn nếu như mình mà tháo ra mà test nó vẫn tua được các thứ, thế xong là bán cho các thượng đế về có được 1 2 hôm mà nó lại không tua được thì đúng là nó chẳng ra làm sao cả, chẳng ra làm sao cả nhá. Vẫn biết rằng sinh có hạn tử bất kỳ, thế nhưng mà tỷ dụ như mà cái bánh răng ấy mà cái nhựa ấy mà không bị dính keo ấy, thì chắc chắn là nó sẽ bền hơn đúng không ạ? Còn dính keo, mà dính keo định vị vào nguyên một chỗ thì không sao, còn dính keo ở cái thể mà nó chuyển động, thì cái khả năng nó tung ra là cao, và đây nó tung ra thật. Thế thì bây giờ thì mình cũng chẳng cần chịu, bây giờ thì thôi chỉ có để coi như là thôi để mình chơi thôi nhá. Đấy, cái đây cũng là cái coi như là cuối năm rồi, năm cùng tháng tận rồi, thì cái cổ nhân nói là qua cơn cái gì bỉ lai thì đến hồi gì đấy bi cực nha, qua cơn bi cực thì tới hồi thái lai đấy, cổ nhân vẫn nói thế. Đấy, thì qua cái vận cái hạn này thì sẽ tới sang năm mới thì sẽ có những chiếc đầu nó tốt hơn, chuẩn hơn và chưa được dính keo những cái bánh răng nha. Đấy, thì không phải ai cũng có cái cơ duyên mà mua được những cái chiếc đầu mà được những cao nhân người ta độ chế như vậy, không phải ai cũng mua được đâu nhá. Đấy, thì phải người là người thực sự may mắn thì mới mua được đấy, chứ không phải đơn giản. Ở trong cái video ấy mình báo là nếu như mà mình khắc phục được cái tua thì mình bán 1.580.000 đồng. Đầu này phát nhạc nghe hay lắm, đầu này phát nhạc mà đặc biệt là nhạc trước 1975, vì mạch của nó chạy nhiều đèn bán dẫn nhá. Ở những cái mạch mà chạy nhiều đèn bán dẫn ấy thì không hiểu làm sao mà nghe nhạc trước 75 rất chi là hay, rất chi hay. Còn đương nhiên là nhạc sau 75 cũng hay lắm, thì vì cái đầu từ của nó rất chi là mới, hầu như là không có tí mòn nào cả, mà đầu từ to, đầu từ to này. Bây giờ chỉ có để chơi nhạc thôi chứ không tua được, không tua được. Thế còn cái đầu này mà thâu băng thì không không thâu thì nó chỉ thâu được băng Sony thôi, mà nó cũng thâu ở cái thể thể coi như thế là nó cũng như cái đài thôi, nó cũng không được như đài QD88 nhà, nó cũng chỉ hơn hơn cái đài 710 này tí thôi. Đấy, cái đầu này thì bây giờ thì thôi thì mình để phát nhạc mình nghe xì xăng nhì nhằng. Khi nào mà kiếm được cái bộ cơ khác, kiếm được cái đầu khác như thế này mà nó
nó nát rồi, lấy thì lấy cái bánh trung gian này lắp vào, rồi lắm lấy cái xương, chủ yếu là cái xương nhựa ấy. Nó có cái xương nhựa để lắp cái bánh trung gian vào cái xương nhựa đó, cái xương nhựa đó bắt vào cái xương cơ. Thế mà cái xương nhựa ấy cái nó bị hỏng rồi thì giờ thì chỉ có Trần Văn chịu. Nó ở đài thì nó có nhiều linh kiện để thay, chứ nó ở đầu đích mà đặc biệt nó lại là di và cờ nữa thì cần phải có thời gian để mới kiếm được, không phải là không kiếm được nhưng cần phải có thời gian đấy. Chứ còn nếu mà để như thế này mà không tua được, phát nhạc thì ngon lắm, phát nhạc ngon lắm, mình đã cân chỉnh lại rồi, cân chỉnh lại rồi khỏe nhá, vào đây khỏe, phát nhạc tiếng hay, khỏe không có tật bệnh gì cả, mỗi cái không tua được. Nếu mà cứ để như thế này thì bây giờ bán đây chắc chắn là phải gì rồi nhá. Bây giờ nếu mà cứ để như thế này, cứ để như thế này thì gọi là có mức độ gọi là thấp nhất thì cổ nhân bảo là không 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 được lãi thì cũng phải gãi lấy vốn. Thế nhưng bây giờ nó bị trục trặc như thế này thì thôi đành phải chấp nhận, coi như thế là dưới vốn chứ còn biết làm thế nào được, biết làm thế nào được nhá, biết làm thế nào. Nếu mà cứ để như thế này thì trân trọng gửi tới các thượng đế 900.000 đồng dưới vốn, chấp nhận không biết làm nào được. Chứ còn nếu mà đợi mình mà không phải là đợi mình, mà khi nào mình kiếm được cái bánh trung gian rồi mình xử lý được lắp vào thôi, chả làm sao cả, lắp vào để tua thôi thì lại là 1.580.000 đồng cơ nhá. Đấy. Còn bây giờ thì 900.000 đồng, nhưng chắc là không có đồng chí nào Trần Văn chốt, mình nghĩ là như vậy. Tại vì nhiều khi các đồng chí bảo u cái đầu mà lại không tua được thì còn dùng cái gì, vẫn dùng bình thường đấy nhá. Các đồng chí không dùng mình để mình dùng mình phát nhạc, lúc nào có thời gian mình test cho các đồng chí xem âm thanh hay lắm nhá. Đấy, âm thanh hay lắm. Nếu mà có đồng chí nào mà cứ để như thế này tức là hỏng tua, để thay cho nó nhanh nhá, hỏng tua 900.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển nhá, vì tiền vận chuyển hết bao tiền là người mua trả đấy, thế cho nó cụ thể rõ nét. Thế còn cái khắc phục cái tua này thì mình cũng ngồi suốt. Thế nhưng mà nó ở cái thể không thể khắc phục được, giờ chỉ có kiếm được cái khác thay vào nhá. Đấy, chứ còn bảo là nó tự dưng nó tung ra nó thế nào phải lắp lại, không không lắp lại được. Cái đấy người ta đã dính keo mà, bây giờ nó tuột ra rồi, bây giờ mình có dính keo lại thì nó cũng thế thôi. Thế mà dính keo lại để đối phó để tua ở đây để bán thì lại không làm cái trò mèo đấy nhá. Đây. Phân vị đẹp lắm, phân vị đẹp lắm, tiếng hay lắm. Này, motor có thứ zin hết đấy, dây dợ buộc cẩn thận rồi nhá. Đây nguồn 220. Đây nó có cái cục cơ, nó có công tắc, nó có công tắc nhá. Đấy, nó có công tắc chứ không phải công tắc, tức là nó có cái công tắc để chuyển năng điện 100V đấy. Đây. Đấy, chassis của nó sáng choang như này. Đấy, này. Cơ thì nhẹ, nút ra cửa băng này rất chi nhẹ nhàng này. Đấy. Phên vỉ này. Đây là tụ zin của hãng, người ta câu vào chứ không phải sửa đâu, không phải sửa đâu. Đấy, phên vỉ đẹp lắm. Bị mỗi cái bộ cơ không tua được, mà không tua được thì bị mỗi cái bánh trung gian người ta hàn keo. Người ta hàn cái nhựa để lắp cái bánh trung gian vào chứ không phải hàn cái bánh trung gian. Đấy. Đấy, cái thằng cu con này là chuyển tín hiệu để thâu băng. Đấy. Đấy, cái thằng cu này. Đấy. Đấy. Bàn phím cái thứ sáng choang. Thôi thì biết làm thế nào được. Ngậm ngùi để đây thi thoảng nghe nhạc vậy. Vì đằng nào mình cũng phải mình bán băng cassette rồi, trước khi gửi băng cassette đi bao giờ mình vậy, thâu xong là bao giờ cũng phải bỏ vào để nghe lại, để kiểm tra âm thanh xem nó có đủ tiêu chuẩn không. Như có nhiều cái cuốn băng thâu nhưng mà nghe nó chưa được ưng cái bụng mà bán thì lại hỏng hết bánh kẹo nhá. Thôi đã chia sẻ với lại các thượng đế rồi, ngày 26 Tết, thế nhưng mà vẫn cứ phải tranh thủ lắp nó vào cho nó gọn, lắp nó vào cho nó gọn. Với lại xem cố gắng khắc phục được không, thế nhưng mà cũng tìm ra nguyên nhân rồi, không thể khắc phục được nhá, không thể khắc phục được. Giờ chỉ có để chơi như này, xong rồi hôm nào mình tìm được cái bánh cái đầu khác nó như thế này thì mình lấy cái bánh mình lắp nó vào thì nó lại chạy ngay, tua được ngay. Còn bây giờ thì chịu rồi. Thế còn nếu mà cứ như thế này mà có ai chốt thì 900.000 đồng vận chuyển hết bao nhiêu tiền người mua trả, nhạy lắm, nghe sướng lắm, cái đầu này nghe tiếng hay lắm.
Đấy, mà ăn luôn điện 220. Đấy. Tua cái Play đâu? Đây. Đấy. Cơ chạy êm lắm đây. Cơ chạy êm không có một tiếng nào cả. Không có một tiếng nào cả. Chạy êm ái lắm. Ôi tội không tua được, bực quá. Này. Cơ chạy rất êm. Đây. Đấy cái chỗ để lắp cái bánh trung gian này. Đấy nó mình phải phải lôi ra chứ nếu mà để ở bên trong mà nó lại rơi nó tụt vào nó cọ vào cái bánh khác thì vứt đi. Nên mình bỏ nó ra luôn. Nó bị vừa gãy thì bỏ ra luôn. Đấy, cơ chạy êm, cơ chạy như kiểu không chạy ấy, nhá. Thôi đấy, trân trọng cảm ơn các đồng chí. Thân ái, chào tạm biệt. Xin chào.